Rapper Suboy, nữ hoàng cá tính của rap Việt. Suboy là nữ rapper Việt Nam thu hút được nhiều bạn trẻ. Cô được xem là nữ rapper đầu tiên và được xưng là nữ hoàng nhạc hip hop tại Việt Nam. Phong cách rap của cô không giống như các nam rapper khác, nhưng vẫn mang sự mạnh mẽ, hiện đại và phóng khoáng. Vì thế mà Suboy không chỉ được biết đến trong nước mà còn gây được tiếng vang lớn ở nước ngoài và được coi là một hiện tượng của làng nhạc hip hop. Suboy là nữ rapper hàng đầu tại Việt Nam. Cô có một phong cách rap cực kỳ hiện đại, phóng khoáng và đa dạng. Không chỉ gây được tiếng vang trong nước, Suboy còn được báo chí nước ngoài khen ngợi là hiện tượng hip hop Việt. Bên cạnh việc khẳng định dấu ấn riêng cho âm nhạc, mà ngay cả thời trang của Suboy cũng thể hiện cá tính chất lừ và trở thành một biểu tượng tích cực, truyền cảm hứng cho giới trẻ. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nữ rapper đình đám này qua bài viết dưới đây bạn nhé. Tiểu sử. Suboy là nghệ danh của cô nàng rapper Hoàng Lâm Trang Anh, sinh năm 1990, là một nữ rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Việt Nam. Cô được xem là một trong nữ rapper đầu tiên và cũng là nữ hoàng nhạc hip hop tại Việt Nam. Suboy là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có banner riêng trên Apple Music và được biểu diễn tại liên hoan South by Southwest, một trong những lễ hội âm nhạc thường niên lớn nhất tại nước Mỹ. Năm 2016 đã trở thành một bước ngoặt trong tiểu sử rapper Suboy khi có cơ hội rap và gặp mặt với Tổng thống Obama trong chuyến thăm Việt Nam của ông trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Đoạn đối thoại bằng rap này gây ấn tượng mạnh và đoạn clip được lan truyền mạnh trong cộng đồng mạng. Cái tên Suboy lại một lần nữa nổi lên như một hiện tượng. Năm 2017, cô xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Forbes Asia sau khi được lọt vào danh sách 30 người trẻ tuổi ảnh hưởng nhất châu Á của năm và cũng là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên góp mặt vào danh sách này. Năm 2019, cô trở thành một trong 6 đại diện châu lục duy nhất xuất hiện trong phim tài liệu về nền văn hóa hip hop châu Á mang tên Asia's Next Generation of Hip Hop trên kênh phương tiện truyền thông đại chúng Internet Rising của Hoa Kỳ, đồng thời cũng là rapper Việt Nam đầu tiên có video âm nhạc được đăng tải trên nền tảng giải trí này. Được sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, Suboy tiếp cận với yêu thích dòng nhạc hip hop kể từ khi cô chỉ mới 14 tuổi và bắt đầu trình diễn rap từ lúc 15 tuổi. Sau đó, cô nhanh chóng trở thành một trong những rapper nổi tiếng trong giới underground hip hop. Theo cô chia sẻ, thì tên nghệ danh của cô được gác từ tên gọi ở nhà là Su, là biệt danh do bạn bè đặt là Boy, Boy trong Tomboy, chỉ sự cá tính mạnh mẽ như con trai, gọi thành Suboy. Sự nghiệp âm nhạc. Cô hâm mộ âm nhạc hip hop từ năm 14 tuổi cũng như bắt đầu trau dồi vốn tiếng Anh của mình bằng việc nghe và rap theo Eminem hay Will Smith. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp của mình, không ai thực sự biết rap là gì, vì thế tôi không biết người Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào về nó. Nếu bạn đến Mỹ, họ có rất nhiều nhạc rap tại đó, nhưng tại đây văn hóa và ngôn ngữ của chúng tôi không giống họ. Năm 2004 đến năm 2006, bén duyên và đam mê với nhạc rap và bắt đầu hoạt động trong giới underground. Suboy vốn sở hữu tính cách mạnh mẽ từ khi còn bé. Vì đam mê những bản nhạc rap mà Suboy càng muốn hiểu nó hơn, nên cô không ngừng tập trung vào trau dồi vốn tiếng Anh và tập rap theo thần tượng khi đó là Eminem và Will Smith. Thành quả sẽ đến với người cố gắng chính nhờ khả năng tiếng Anh của mình, nên Suboy càng có lợi thế hơn để tấn công vào thị trường quốc tế sau này. Thời điểm Suboy bắt đầu sự nghiệp, rap Việt thật sự chưa được biết đến, chủ yếu là những dòng nhạc nhẹ nhàng, cổ điển là chủ yếu. Mặc dù bắt đầu từ con số 0, Suboy đã từng bước đi lên và đến gần với đam mê hơn bằng chính đôi chân của mình. Cô bắt đầu sáng tác bài hát đầu tiên vào năm 15 tuổi, đăng trên các diễn đàn dành cho những bạn trẻ yêu rap, và cái tên Suboy từ đây được biết đến, đánh dấu việc bắt đầu xuất hiện trong giới underground. Vốn dĩ là người đam mê rap, sự ham học hỏi mà chỉ sau vài năm, cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được tôn trọng trong giới underground hip hop tại Việt Nam. Năm 2009, tức năm Suboy 19 tuổi, Suboy đã gây sự chú ý cho nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Suboy đã được nhạc sĩ Dương Khắc Linh đề nghị ký hợp đồng độc quyền nghệ sĩ cho công ty giải trí Music Face, đánh dấu một cột mốc ở con đường chuyển giao từ underground đến mainstream chuyên nghiệp của cô nàng. Cuộc sống của một cô gái đã sớm bước vào đời còn quá ngây ngô khi gia đình gặp biến cố. Cô bắt đầu phải đi diễn để kiếm tiền thêm, trang trải cho gia đình.
Cuộc đời Suboi còn phải chịu một ký ức đau đớn về tình yêu lúc 17 tuổi. Cô chia sẻ thời điểm đó, cô còn bị bạn trai bạo hành. Năm 2009, Suboi giành được nhiều chú ý từ khán giả. Cô được mời hợp tác trình diễn rap cùng nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà và từ đó công chúng biết đến Suboi nhiều hơn. Với vẻ ngoài nhu mì cùng mái tóc dài đen nhánh kiểu như một cô gái đúng chất Á Đông truyền thống. Nhưng khi cất cao giọng rap, cô lại vô cùng chất chơi. Suboi nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng được sự yêu mến của đông đảo công chúng. Trong khi chinh chiến trên khắp các sân khấu âm nhạc quốc tế, trở thành niềm tự hào của rap Việt, Suboi cũng thu về cho mình thêm như rất nhiều bài học và ý tưởng mới trong âm nhạc. Giờ đây, Suboi đang ngày càng chứng minh sự trưởng thành, bản lĩnh hơn không chỉ qua âm nhạc mà còn trong cuộc sống. Với đời sống tình cảm, Suboi được biết đến là một người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Điều hiếm hoi mà khán giả có thể biết về cô là cô đã từng đính hôn với Bảo Nguyễn, một đạo diễn Việt Kiều, sau 7 năm yêu nhau và cả hai chính thức về chung một nhà vào năm 2017. Để gặt hái nhiều thành công như hiện tại, Suboi đã trải qua rất nhiều khoảng thời gian khó khăn trong cuộc đời. Ngay từ khi còn bé, tuổi thơ của cô đã đầy sóng gió. Khi mà nhắc đến những thành tựu mà Suboi đạt được, nhưng ít ai biết được những khoảnh khắc dường như khiến cô gục ngã. Nữ rapper chia sẻ, con đường mà cô chọn là con đường chưa có ai đi, không có ai chỉ dẫn, thậm chí còn bị ngăn cấm từ gia đình của mình. Khó khăn lớn nhất là vượt qua định kiến của xã hội với một cô gái. Cô gái đấy phải cạnh tranh với những nam rapper vốn được yêu thích sẵn và bông hồng như cô đã trở thành đóa hoa duy nhất trong một góc tối ít ai biết. Thành công hiện nay của Suboi chính là nhờ sự cố gắng, nỗ lực và những kỹ năng tuyệt vời của cô, thậm chí vượt xa cả các nam rapper khác khi mang rap Việt vươn xa ra thị trường quốc tế. Hiện nay, Suboi đã trở thành nữ rapper được yêu thích tại nước ngoài và là tấm gương xuất sắc của những bạn trẻ noi theo. Suboi là nữ rapper luôn mang đến cho fan hâm mộ nhiều cảm xúc. Xin chúc cho cô tiếp tục được nhiều người yêu mến và biết tới những sản phẩm âm nhạc của cô. Hy vọng video này đã được giới thiệu đến các bạn đầy đủ thông tin của nữ rapper tài năng của chúng ta nhé. Xin chào các bạn đã đến với trang ngỡ thông tin âm nhạc và nghệ sĩ Radio Âm Nhạc, nơi cập nhật các thông tin về tình hình âm nhạc, nghệ sĩ đương đại trong nước và quốc tế. Mong rằng sẽ là cầu nối giữa các bạn yêu thích âm nhạc. Xin hãy like và subscribe để ủng hộ cho chúng mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của chúng tôi.